Hello mọi người, ngồi đến cái vị trí này cho mình nhá. Cái khu vực gần đường xương rừng rậm này, cái chỗ có di tích cái thuyền hỏng ấy, chỗ này nhá. Thì hiện tại nó không có một cái điểm di chuyển nào đúng không? Nhưng mọi người bật gốc nhìn nguyên tố lên sẽ thấy có cái tảng đá nó che đấy. Nhiệm vụ của mọi người bây giờ là neo lên cái thuyền vỡ này này, bánh lái reset này này. Trên đây sẽ gặp cái chị gái đứng gần cái pháo nhá. Nói chuyện chị gái này sẽ yêu cầu chúng ta trả lời 3 câu hỏi để có thể mở khóa cái pháo đấy. Đó, bây giờ chúng ta sẽ trả lời 3 câu hỏi của chị đấy nhá. Câu hỏi đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn 3. Đó, câu hỏi thứ hai chúng ta cũng sẽ chọn 3. Đến câu hỏi thứ ba thì chúng ta sẽ chọn hoa nhé. À, câu trả lời ở giữa đấy. Sau khi trả lời cả 3 câu xong sẽ mở khóa chúng ta cái pháo này. Ok, giờ chúng ta lên tương tác với cái pháo và bắn vỡ cái cửa hang ấy ra thôi. Đó, không cần điều chỉnh nha, cứ thế là bắn thôi em ạ. Đó, ok. Bắn xong rồi chúng ta đến nhận một cái dương. Mở điểm di chuyển, đó, điểm di chuyển ẩn đấy nhá. Nếu mọi người muốn được cái thành tựu full tất cả các điểm di chuyển ở cái map này thì mọi người hãy phải ra đây trước nhá. Tiện theo đó là sẽ có một cái hang mà trong hang này sẽ có thần đồng luôn. Ok, chúng ta sẽ đến cái vị trí thứ hai nhá. Cái vị trí này, hai này cũng có thần đồng. Cái vị trí thứ hai này nha, nó cũng khá là giống cái vị trí thứ nhất nhưng mà nó là cái lửa cái thuyền còn lại phía trên này này, đó phía chỗ này nhá. Chỗ này thì sẽ có cái cửa hang, cái căn phòng này này. Nó bị nghiêng nghiêng đấy, thì nó yêu cầu chúng ta cần 3 cái chìa khóa kho báu thô sơ 1 2 3 đấy. Thì mọi người cần đầu tiên là mọi người đi tìm 3 cái này đúng không? Đó, mấy con quái mọi người đánh bại toàn bộ con quái này cho mình nhá. Chúng ta đến cái vị trí đầu tiên này, đó, cái trên con thuyền. Vì sao lại mình bảo đánh bại toàn bộ con quái này thì nó lắm giữ một cái chìa khóa, bọn này cầm giữ chúng ta một cái chìa khóa mà. Đó, đánh mấy con quái đi. Cả cái con quái phía trên thì kìa, để nó mở khóa chúng ta cái dương. Đấy, con này đang ném ném này. Ok. Rồi nó mở khóa chúng ta cái dương thường này kìa. Ra chúng ta lấy cái chìa khóa bên trong thôi. Ok. Cái chìa khóa thứ hai thì một từ đây mọi người leo lên trên nhá. Leo lên trên đỉnh cái thuyền này này, đó cái thuyền bị đắm này này, đó chỗ này này, sẽ có một cái tổ chim và mấy quả trứng đấy. Trong đây sẽ có một cái chìa khóa. Đó, ok, cái chìa khóa thô sơ 2 1 này. Giờ chúng ta sẽ đi sang bên tay trái nhá, chết chết một chút nhá. Đến cái chỗ rãnh nước này này, có mấy cái hòm ấy. Mọi người đến cái chỗ có cái vỏ ốc kia kìa. Nó sẽ có một cái gọi là khai quật lên sẽ có một cái hòm. Đây, khai quật đây nhá. Khai quật này sẽ có một cái hộp. Mọi người chạm kiểm tra cái hộp, trong cái hộp thì sẽ có một cái chìa khóa thô sơ 3. Ok, giờ thì chúng ta đã đủ 3 cái chìa khóa rồi đúng không? Giờ chúng ta sẽ mang quay lại cái căn phòng lũng lẫy. Đó, 3 cái chìa khóa này. Quay trở lại cái căn phòng có một cái dương cao cấp và một cái thủy thần đồng đấy. Đó. Chúng ta mở khóa thôi. Đó. Rất đơn giản đúng không nào? Ok, thì bây giờ mình cũng sẽ kết thúc ở đây nhá. Hẹn gặp mọi người ở các video tiếp theo.